tốt đi, hết đi. Đi phải nhanh cũng nhanh mà. Đi phải ngắm cảnh được mà, gì đâu. Ngắm cảnh đi buổi tối này. Thì coi như đi tàu tối đi. Ủa sao cái này nhớ hôm qua có nạp pin mà xong. Phú xe ra phú. Hả? Xe ra đem xe. Đây mày đứng như này nè. Đứng luôn hả? Nguy hiểm quá. Mày ngồi xuống đi. Tao ngồi được ba. Mày xuống đi. Ủa nó không bị chìm vô chụp mày đứng ở trên mày chụp xuống. Không, đang quay phim. Đúng không? À. Phải đâu, tại này để chưa chỉnh màu lại á. Thôi gớm quá đi, mặt đang nhăn bắt đầu đưa lên cái á. MC vậy á, nghệ sĩ lớn là vậy á. Biết mấy giờ rồi anh? Đó, này là bản chất nè. Ngắm cái đường đó, cái đường nó đẹp. Đẹp gì? Mỗi giờ ngắm. Bạn nào đó phải chờ đường đó, tôi ngắm cái tôi hết. Đường cái sông tung ra này đi. Chiếu qua mấy làn cây nó tạo mấy đếp tròn cái đường thật đẹp của mấy người tôi ngắm được không? Rồi, bắt đầu quay rồi đó. Quay rồi. Lại bắt kia trước đi. Lấy ra. Quay cùng anh được không? Mình kia lại rồi. Nào không mình.
kìa. Đi đây kìa, trường kia. Nói gì đâu, nó vẫn chạy đoàn mà. Gì kì vậy? Các bạn thân mến, chúng ta đang ở trên đỉnh của Vinpearland và đang tận hưởng cảm giác rất là mạnh của trò chơi trượt ván. Đã chơi trò chơi này một lần rồi nhưng mà đây là lần thứ hai chơi nên không biết là... Ủa, trước lấy anh bấm này, anh chụp đi. À. Ủa dạ. Gì? Thôi anh đang quay sao anh chụp được. Phải đang chụp. Đang quay hả? Rồi. Chúng ta đang sướng gió. Từ. Như biết thắng nhưng hãm phanh lại ghê cái không? Hãm phanh. Gì ghê vậy? Ghê vậy? Đi cho tàu lửa siêu tốc vậy? Tới. Nó đang tới nè, nó đang chạy. Ô, Vinpearl đẹp quá. Các bạn thấy cáp treo không? Hello.